Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quốc Thành Afk. Và mình đang dùng ạc thằng Tho đi sự kiện cuộc thám hiểm vực thẳm kho tiền thời gian các bạn. Và đây là bang AFK Arena, một trong những bang top Việt Nam các bạn. Và hiện tại thì hai nhánh trái phải đều đã tập trung về boss đầy đủ các bạn. Tiến sáp mép boss để sáng mai thì tiến hành công boss các bạn. Và hôm nay là chiều ngày thứ nhất, lúc sáng là ngày sáng ra là ngày đầu tiên thì mình đã có thể chiếm được làng 3 với team Legend. Bây giờ thì mình sẽ chiếm thị trấn 1 các bạn. Và bang mình thì nhiều bạn thì đã chiếm được cái thị trấn 1 rồi các bạn. Nếu mà dùng team như ban đầu mình chơi thì chiếm thị trấn 1 này thì nhanh. Tuy nhiên nó sẽ thọt về lết nên mình đã chuyển sang dùng mã ghi nha các bạn. Con bụng bia From the ashes, I rise again. Show them no mercy. Team này thì công là chủ lực là con Lucretia các bạn. Giảm tốc xuống. Team mình chết hết rồi, nó đánh thôi. Và hiện tại thì thánh vật thì mình chỉ mới 2.2 nha các bạn. 2.2 thánh vật. Còn hai con. From the ashes, I rise again. Give me his name. Mới đầu còn yếu thì mình nên kiếm cái nào dễ dễ các bạn. Tim rừng. Không đến nỗi các bạn, mình kiếm 7 cái làng 3 thôi. Các bạn nên nhớ là khi lực chiến mình tăng lên thì mình hãy bỏ các làng cũ nha. Mình chiếm các đơn vị mạnh hơn để tinh chất sản xuất ra nhiều hơn các bạn. Công thử bằng 3 con thử các bạn. From the ashes, I rise again. Đánh con chuột trước các bạn. Lại tốn phút rồi. trước khi đánh mình chết team thủ các trước một cái các bạn. Qua ngay đầu tiên thì các bạn đã chiếm được lạng thành nào rồi các bạn. Mình thì mình đã chiếm được thị trấn 1 và sáng mai thì chắc chắn là sẽ chiếm được thị trấn 2 và bắt đầu công bố đó các bạn. Hết thể lực rồi các bạn. Hết thể lực rồi, để đó mai mình đánh tiếp ha. Mai mình sẽ chiếm thị trấn 1. Đây nè các bạn, ban mình một tay che trời, AFK support, Frenzy, Thần Tho, Đình Phong, Bông, Tour 121, AFK Cú Tin. Chiếm bậy một cái làng 2 cho để trống nè. Con hồn ma bóng quế này biết đừng có bỏ vào. Nó chui vô từng con các bạn. Rồi 2200. Tới tối ngày đầu tiên thì mình được 2200 tinh chất trên 1 giờ rồi. Nếu mà lát nữa xiên mình vào mình farm thêm nữa thì cũng được thêm một ít các bạn. Còn đây là boss CC. Và bên cánh trái thì mọi người cũng đã đang tập trung trước chỗ boss và hiện tại đang farm rồi các bạn. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc rồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt.